Nhiều đại lý của Volkswagen đang nhận đặt hàng chiếc Volkswagen Variant. Chiếc MPV sẽ cạnh tranh với chiếc Kia Carnival đang rất được ưa chuộng hiện tại. Nhắc đến Volkswagen, nhiều người sẽ nhớ ngay đến mức định giá vô cùng đau ví của hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam. Trước đây, Volkswagen đã từng phân phối một chiếc MPV có tên là Saran. Chiếc xe này có nhiều điểm thú vị, nhưng với định giá lên đến 1,9 tỷ đồng, chiếc xe này đã sớm đi vào dĩ vãng. Chiếc Volkswagen Variant sẽ có mức định giá loanh quanh 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, chiếc Kia Carnival đang có mức định giá từ 1,2 tỷ đồng và cao nhất là 1,8 tỷ đồng. Vậy, nếu con số 1,7 tỷ đồng của Valorant thành hiện thực, chiếc MPV này có gì để cạnh tranh và lấy lòng người dùng? Nhưng trước khi đi vào chi tiết chiếc xe, hãy bắt đầu với nguồn gốc của Valorant. Valorant ra đời dưới sự bắt tay của Volkswagen và Saisi. Đúng vậy, Valorant giống như Hyundai Custom và Ford Territory, không phải là một sản phẩm toàn cầu mà vốn ban đầu chỉ là những sản phẩm nội địa Trung Quốc. Volkswagen Valorant phát triển trên nền tảng MQP A2 của tập đoàn Volkswagen. Chúng ta cần đặc biệt lưu tâm về kích thước của Valorant với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.346mm x 1.976mm x 1.781mm. Chiều dài cơ sở là 3.180mm, tức là chiếc xe này chỉ thua Kia Carnival về chiều ngang, còn mọi thông số đều nhỉnh hơn. Không biết các bạn thấy sao nhưng với mình đánh giá cao thiết kế của Volkswagen Variant. Variant có phần gì đó trung tính với lưới tản nhiệt cỡ lớn bên trên, cùng các thanh nan mạ chrome chạy ngang, nối liền hai cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ IQ Light LED. Bên dưới là cụm lưới tản nhiệt nhỏ kéo dài ra ngoài thân xe và không thấy có sự xuất hiện của đèn sương mù. Variant được trang bị cửa trượt chuẩn MPV, sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch và sử dụng một chút gì đó phong cách thời trang bây giờ với phần mui vuốt dốc xuống đuôi xe. Tuy đẹp nhưng mình có hơi quan ngại một chút về không gian khách hàng ở phần đầu xe, hàng ghế thứ ba. Bước vào trong nội thất, Variant chia sẻ nhiều chi tiết công nghệ với hai mẫu SUV cỡ trung đang được bày bán là Torex và Terramont tại Việt Nam. Chúng ta có bảng đồng hồ điện tử Virtual Cockpit, vô lăng ba chấu đi cắt, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn đặt nổi, cần số điện tử thu nhỏ đảm bảo không gian bệ tì tay trung tâm. Toàn bộ ghế trên xe bọc da đục lỗ kèm tính năng sưởi làm mát ghế, massage và riêng ghế lái có nhớ hai vị trí. Variant có cấu hình ghế 2+3, trong đó hàng ghế thứ hai gồm hai ghế thương gia có thể điều chỉnh độ ngả lưng ghế, bệ đỡ đùi bằng điện. Các tiện ích cho hai hàng ghế bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa độc lập và các cửa gió cho hàng 2 và 3. Tại Trung Quốc, xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít với sức mạnh được tinh chỉnh tùy theo từng phiên bản. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, xe có công suất tối đa là 174 mã lực và mô men xoắn cực đại là 320 Nm, còn bản cao cấp có công suất là 217 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số liệp kép 7 cấp và hệ dẫn động cấu trước. Volkswagen sẽ bắt đầu bàn giao những chiếc Variant đến tay khách hàng Việt vào cuối năm nay và vẫn đang trong quá trình đẩy giá xe xuống dưới mức 1,7 tỷ đồng. Bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Cạnh tranh với Kia Carnival thì khó, nhưng bạn có nghĩ rằng Variant có thể có một cái chỗ đứng nhất định không? Để lại phần bình luận nhé.